Tết con chó, mời anh em thi chụp ảnh chó ăn Tết, chụp bằng điện thoại, hình phải có câu chuyện, nội dung có liên quan đến Tết và con chó. Giải thưởng cao nhất là một cam bao gồm máy ảnh Fuji FilmX, điện thoại ANV10 và màn hình LG 27MP68, tổng trị giá hơn 30 triệu đồng. Cuộc thi này nhằm giải tỏa cơn khát thi ảnh của toàn thể anh em tinh tế vì hiện tại đang có một cuộc thi ảnh rất lớn đó là Alpha Photo cơn tẹt nhưng chỉ dành cho anh em chụp bằng máy DSLR. Mirror the Server cơm phát. Còn đây là cuộc thi dành cho anh em chụp bằng điện thoại nhé.